Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, bằng sự nỗ lực vươn lên, nhiều gia đình thương binh liệt sĩ đã vượt qua khó khăn, xây dựng kinh tế ổn định cuộc sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Trong số đó, bà Lý Thị Xoa, trú tại thôn Nà Tong, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên là một điển hình. Ở tuổi 71, bà vẫn hăng hái tham gia lao động sản xuất, vận động bà con bám bản, bám làng, nơi biên cương của Tổ quốc. Đến xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, chúng tôi tìm về gia đình liệt sĩ Lý Văn Thàng, thôn Nà Tong, để được gặp người mẹ của liệt sĩ, bà Lý Thị Xoa, sinh năm 1979. Cuộc chiến tranh biên giới xảy ra ác liệt, người con trai cả của bà Xoa là Lý Văn Thàng đã xung phong lên đường nhập ngũ. Năm 1981, anh Thàng hy sinh ngay trên mảnh đất quê hương, khi mới chỉ vừa 19 tuổi. Đối với bà, đó là nỗi đau chẳng thể nguôi quên, nhưng cũng không thể để nỗi mất mát khiến mình gục ngã. Bà Xoa nghĩ rằng mình cần phải nỗ lực vươn lên, phải tiếp tục sống tốt để xứng đáng với con trai và những đồng đội của con đã ngã xuống để giữ gìn mảnh đất biên cương quê hương bà. Nghĩ là làm, mấy chục năm qua bà đã sống và làm việc hết mình, làm gương cho con cháu noi theo. Giờ đây bà đã bước sang cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng chưa có ngày nào bà cho phép mình ngơi nghỉ. Hàng ngày bà vẫn tự chăm sóc 2 con lợn và hơn 30 con gà để phụ giúp con cháu khoản tiền chi tiêu trong gia đình. Bà động viên con cháu chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, đảm bảo ổn định cuộc sống, không ỷ lại vào sự ưu đãi của nhà nước. Gia đình tôi có chồng và con tham gia kháng chiến. Những năm qua, tôi cũng luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền. Bản thân tôi cũng đã cố gắng nêu gương cho con cháu, chăm con lợn, con gà để phát triển kinh tế. Tôi cũng thường xuyên vận động bà con trong thôn tích cực sản xuất, bám bản, bám làng. Thôn Nà Tong, xã Thanh Thủy có 18 hộ, chủ yếu là dân tộc Tày. Sinh sống trên mảnh đất vẫn còn đầy tàn tích chiến tranh, cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn vất vả. Giấu đi nỗi đau mất mát, người mẹ liệt sĩ Lý Thị Xoa thường đến từng nhà bà con trong thôn bản tâm tình, vận động mọi người thay đổi tập quán canh tác cũ, học tập cái mới, tích cực lao động để cải thiện cuộc sống. Cùng với cán bộ, đoàn thể trong thôn xã tuyên truyền về nếp sống mới, hòa giải những khúc mắc nội bộ để cùng đoàn kết vươn lên thoát cảnh đói nghèo. Để mọi người tin tưởng và làm theo, bà kiên trì thuyết phục con cháu trong dòng họ phải làm trước, làm tốt mọi việc từ trong gia đình. Vì vậy, cả 18 hộ dân trong thôn Nà Tong đều nể trọng và tin tưởng bà. Tôi thì ở trong thôn thì tôi cũng biết là bà là mẹ là liệt sĩ, nhưng mà bà rất là có cái tấm gương, có nghĩa là làm kinh tế gia đình, chăn nuôi để cho các hàng xóm để noi theo. Là một cái thứ hai nữa, bà còn chăn nuôi để là lấy cái ví dụ con gà, lợn thì để cho các cháu ăn học. Vốn biết chút ít về cây thuốc nam, những lúc rảnh rỗi, bà Xoa thường vào rừng tìm kiếm cây thuốc chữa bệnh cho mọi người. Đó là những bài thuốc dân gian chữa cam cho trẻ em, chữa các bệnh về gan và xương khớp cho người lớn. Thuốc của bà được người dân trong thôn và ở cả các xã khác trong vùng tìm đến. Bà hái thuốc chữa bệnh làm phúc là chính, chứ không có mục đích kinh doanh. Nhiều người uống thuốc đã khỏi bệnh mà bà không nhận tiền thù lao. Mỗi khi có việc, họ vẫn đến với gia đình bà như người thân thích. Và bà là một tấm gương sáng của xã trong 8 cái hộ mà gia đình chính sách, là tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong thôn, đặc biệt là các con các cháu trong gia đình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thứ hai nữa là về tuyên truyền cho các hộ dân trong thôn về giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự thôn xóm và cũng như là đảm bảo giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Cái thứ ba là về ngoài ra là bà còn biết hái thuốc nam để chữa trị cho các trẻ em sơ sinh ở trong thôn trong xã. Thì qua cái tấm gương của bà Lý Thị Xoa thì cấp ủy chính quyền địa phương rất là biểu dương cái tinh thần của bà, là tuy rằng là gia đình liệt sĩ đã mất 10 người con trong chiến tranh biên giới phía bắc của Tổ quốc, tuy nhiên là bà vẫn biến đau thương thành hành động, đã giúp nhân dân trong tuyên truyền vận động nhân dân
cũng như là chăm lo về sức khỏe sinh sản cho bà con nhân dân trong xã. Từ tình yêu thương con, bà Lý Thị Xoa đã biến nỗi đau thành nhiều việc làm có ý nghĩa. Với nghị lực kiên cường và sự mẫu mực đáng trân trọng, bà là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho con cháu trong gia đình, là tấm gương để thế hệ trẻ học tập. Những việc làm thầm lặng của những người mẹ như bà Xoa đã góp phần không nhỏ giữ vững sự bình yên cho mảnh đất vùng biên nơi địa đầu.